Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 7 trang 95 bài 4 phần tiếp theo ôn tập sách Chân Trời Sáng Tạo. Câu số 1 là tóm tắt các đặc điểm của thể loại văn bản tùy bút. Thì các đặc điểm của thể loại văn bản tùy bút đó là: thứ nhất, chất trữ tình. Trong cái thể loại văn bản tùy bút thì cái yếu tố được tạo từ vẻ đẹp của cảm xúc, suy nghĩ của tác giả trước hiện tượng và vấn đề của đời sống. Còn cái tôi ở trong văn bản tùy bút đó là yếu tố thứ hai, yếu tố thể hiện cái cảm xúc, suy nghĩ riêng của tác giả qua cái văn bản và các từ nhân xưng. Ngồi thứ nhất, ngôn ngữ tạng văn của tùy bút là rất là tinh tế, sống động, mang hơi thở đời sống, giàu hình ảnh và chất trữ tình. Tiếp theo số 2 nhỏ, đọc lại các văn bản trong bài và điền thông tin phù hợp vào phiếu sau, làm vào vở. Văn bản thì chúng ta có 4 văn bản, 3 văn bản ở đây đó là Cớm Vòng, Mùa Thu Về Trùng Khánh Nghe Hạt Dẻ Hát, Mùa Phơi Sinh Trước. Thì chúng ta sẽ điền những cái thông tin về chủ đề, dấu hiệu nhận biết cái tôi của người viết, rồi tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản. Như vậy ở đây đầu tiên là chúng ta sẽ điền cái văn bản Cớm Vòng. Thì chủ đề của cái văn bản Cớm Vòng này thì nói về cớm làng Vòng, một thức quà của lúa non đặc biệt nhất trong lòng Hà Nội. Còn dấu hiệu nhận biết cái tôi của người viết ở đây đó là sử dụng ngôi thứ nhất làm nhân xưng. Rồi tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản là ăn miếng cơm cho ra miếng cơm, tỏ ra một chút gì thanh lịch, cao quý, tiếc từng hạt rơi, hạt vải, ăn từng chút một, nhón từng chút một, nhai nhỏ nhẹ, ngẫm nghĩ tính chất thơm, tính chất ngọt của cơm. Ăn một miếng cơm vào miệng là nuốt hương thơm của cánh đồng quê. Một ngày đầu tháng 8, quê hương làm cho ta nhẹ nhõm và đôi khi phơi phới. Ta vừa nhai nhỏ nhẹ, ta sẽ thấy rằng ăn một miếng cơm vào miệng ta là nuốt cả hương thơm của những cánh đồng quê của ông cha ta vào lòng. Tiếp theo văn bản Mùa Thu Về Trùng Khánh Nghe Hạt Dẻ Hát. Thì chủ đề của văn bản này nói về hạt dẻ trùng khánh vào mùa thu với cái nhìn đầy tự hào của con người nơi quê hương mình. Dấu hiệu nhận biết cái tôi của người viết ở đây là sử dụng ngôi thứ nhất làm nhân xưng. Còn tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản là trên khắp đất nước ta không đâu có giống mát lịch ngon, ngọt và thơm bụi như ở Trùng Khánh. Cái đó thì vưởng. Rồi cơm trộn hạt dẻ là một thứ vật quý dùng để khoản đãi quý nhân. Hạt dẻ rơi rơi như mưa màu nâu, đó là bản nhạc mùa thu ở quê tôi không thể nào quên. Tiếp theo văn bản Mùa Phơi Sinh Trước. Chủ đề những kỷ niệm tuổi thơ ùa về, mùa phơi sinh trước. Dấu hiệu nhận biết cái tôi của người viết ở đây đó là sử dụng ngôi thứ nhất làm nhân xưng. Tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản là chuối phơi đủ nắng có thể ăn tới ra diên. Mật lặn vào trong vừa ăn vừa tợt miếng trà, hoặc ngào qua với khóm me,
đem dầm nước đá uống cũng ngon thấu trời. Vậy là nước miếng mình ứa ra trên từng mét đường về nhà ngoại. Tâm hồn mệt nhoài với những món ăn cực kỳ mời gọi trong sân thiên hạ. Tiếp theo cầu bà ghi lại cảm nhận của em về cái tôi của người viết trong văn bản Cớm vòng và mùa thu về Trùng Khánh nghe Hạc Dạ hát. Theo bạn sau làm vào vở. Văn bản Cớm vòng mùa thu về Trùng Khánh nghe Hạc Dạ hát. Cảm nhận về cái tôi của người viết. Như vậy ở đây cảm nhận cái tôi của bài viết Cớm vòng thì cái tôi của tác giả Vũ Bằng là một cái tôi bay bổng thiết tha thể hiện cái tình yêu thiên nhiên. Đất nước trọn vẹn, đó cũng là một cái tôi tinh tế, nhạy cảm, rung động nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, biết trân trọng và nâng niu món ăn dân dã, bình dị của người dân Việt Nam. Còn văn bản mùa thu về Trùng Khánh nghe Hạc Dạ hát, thì Y Phương đã thể hiện một cái tôi đầy tinh tế, không dừng lại ở đặc sản quê hương, mà nó còn là sự yêu mến đối với thiên nhiên, cảnh vật con người tại mảnh đất Trùng Khánh thân thương. Tiếp theo câu 4, sự khác biệt về ngôn ngữ giữa các vùng miền có ý nghĩa như thế nào, nêu một vài ví dụ thể hiện sự khác biệt ấy. Thì ý nghĩa ở đây nó góp phần làm cho tiếng Việt thêm giàu, đẹp, đồng thời thể hiện cái việc trân trọng sự khác biệt về văn hóa giữa các vùng miền. Ví dụ, ở đây từ ngữ, từ bác thì ở miền Bắc gọi là bát, miền Trung gọi là đội, miền Nam gọi là chén. Còn quả dứa thì miền Bắc cũng gọi là quả dứa, miền Trung thì gọi là trái gai, miền Nam thì là trái thơm. Quả roi, miền Bắc thì là quả roi, miền Trung quả đào, còn miền Nam là quả mận. Dọc mùng thì miền Bắc là dọc mùng, miền Trung là ráy, còn miền Nam thì gọi là bạc hà. Quả quất thì miền Bắc cũng gọi là quả quất, còn miền Trung gọi là trái hạnh, còn miền Nam gọi là trái tắc. Cải cúc, miền Bắc gọi cải cúc, miền Trung tần ô, miền Nam thì tần ô, miền Trung tàn ô, miền Nam tần ô. Tiếp theo câu 5, khi viết bài văn biểu cảm về sự việc và tóm tắt ý chính do người khác trình bày thì em cần lưu ý những gì? Thì khi viết bài văn biểu cảm về sự việc và tóm tắt ý chính người khác thì các em cần lưu ý như sau. Tình cảm thì phải chân thực trong sáng, sử dụng ngôi thứ nhất, kết hợp yếu tố miêu tả và tự sự, bố cục 3 phần mở bài, thân bài và kết bài. Tiếp theo câu 6, ghi lại những món quà mà thiên nhiên đã ban tặng cho em mỗi ngày và những cái việc em có thể làm để giúp thiên nhiên tươi đẹp hơn theo mẫu bạn sau làm vào vở. Quà tặng của thiên nhiên, cây và hoa, các loài động vật, bãi biển đẹp, việc em có thể làm để thiên nhiên tươi đẹp hơn. Như vậy chúng ta sẽ ghi lại những cái món quà thiên nhiên đã ban tặng cho em mỗi ngày và những cái việc em có thể làm để giúp thiên nhiên tươi đẹp hơn. Ví dụ, ở đây quà tặng thiên nhiên, cây và hoa thì việc em có thể làm để thiên nhiên tươi đẹp hơn đó là không ngắt hoa, bẻ cành, phá hoại cảnh quan. Rồi các loài động vật thì chúng ta phải chăm sóc, yêu thương, bảo vệ các loài động vật. Bãi biển đẹp thì không xả rác bừa bãi ra biển. Các địa điểm du lịch đẹp thì quảng bá nền văn hóa với nhiều bạn bè khác. Các khu rừng nguyên sinh rộng lớn thì không chặt phá rừng, gây hại tới rừng.
Tiếp theo câu 7, từ những gì đã học trong bài này em hãy trả lời câu hỏi quà tặng thiên nhiên có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta? Thì quà tặng của thiên nhiên có ý nghĩa đối với cuộc sống của chúng ta đó là mang lại rất nhiều lợi ích cho con người, là một người mẹ, là một người bạn thân thiết với con người, giúp con người sản sinh ra sự sống, tạo ra các nguồn tài nguyên phục vụ đời sống con người. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 7 của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy like và chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt, cô chào tạm biệt các em.